Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 84/NQ-CP về các nhiệm vụ giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Trong đó, đáng chú ý là việc chính thức giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô sản xuất lắp ráp trong nước đến hết năm 2020. Như vậy, sau nhiều ý kiến trái chiều, chính phủ đã chốt phương án giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước nhằm kích cầu tiêu dùng sau đại dịch COVID-19. Trước đó, người mua ô tô du lịch 9 chỗ ngồi trở xuống phải đóng lệ phí trước bạ ở mức 10-12% tùy từng địa phương, tương đương giá tính phí trước bạ theo quyết định số 452/QĐ-BTC của Bộ Tài chính. Lệ phí trước bạ ô tô là một trong những phần chi phí người mua ô tô phải đóng để hoàn tất thủ tục, điều kiện để xe lăn bánh. Việc giảm một nửa lệ phí trước bạ theo nội dung nghị quyết số 84/NQ-CP sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến giá bán niêm yết của các mẫu mã ô tô sản xuất lắp ráp trong nước. Tuy nhiên, người mua ô tô lắp ráp trong nước sẽ tiết kiệm được khoản tiền khá lớn. Giả sử trước đây khách hàng mua chiếc Toyota Vios G-CVT có giá 570 triệu đồng, đăng ký tại thành phố Hồ Chí Minh phải đóng lệ phí trước bạ 10%, tương đương 57 triệu đồng, thì nay với chính sách mới, khách hàng chỉ phải đóng 28,5 triệu đồng. Cùng với Toyota Vios, hiện tại có khoảng 40 mẫu mã ô tô đang được các hãng xe sản xuất lắp ráp tại Việt Nam, trong đó bao gồm các mẫu ô tô cỡ nhỏ có mức giá thấp nhất thị trường như Kia Morning, Hyundai Grand i10, cho đến các mẫu xe hạng sang như Mercedes-Benz GLC 200, GLC 300 hay S450. Theo tính toán sơ bộ, lệ phí trước bạ giảm 50% sẽ giúp người mua ô tô sản xuất lắp ráp trong nước, tùy từng mẫu mã, sẽ tiết kiệm khoảng 15 đến gần 300 triệu đồng so với trước đây. Tuy nhiên, việc giảm một nửa lệ phí trước bạ theo nội dung nghị quyết số 84/NDCP sẽ tạo ra nhiều thay đổi trên thị trường. Mới đây, một số đại lý phân phối ô tô đã chủ động cắt giảm mức ưu đãi giá ngay sau khi có thông tin giảm 50% lệ phí trước bạ. Bên cạnh đó, việc chính thức giảm lệ phí trước bạ cũng góp phần khiến khách hàng không còn phải mang tâm lý chờ đợi như trước đây. Đặc biệt, lệ phí trước bạ giảm 50% chỉ áp dụng với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước sẽ tạo áp lực cạnh tranh đối với các mẫu ô tô nhập khẩu. Đối với các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô trong nước, đây được xem là cơ hội để kích cầu sau rất nhiều nỗ lực thắt lưng buộc bụng để giảm giá bán ô tô trong suốt thời gian qua.